tôi là một thiết kế web, vì vậy tôi đến đây với IT Bootcamp. Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thanh Trung, mình đến từ Khánh Hòa. Mình yêu thích thiết kế web và đồ họa ứng dụng, vì vậy mình đến với IT Bootcamp của Sài Gòn Tech. Chào các bạn, mình là Phát, mình đến từ Tây Ninh, mình đang học lớp lập trình robot. Mình rất vui khi tham dự trại hè ngày hôm tình lần này. Mình tên là Lê Minh Đức, mình đến từ tỉnh Bình Phước. Mình rất yêu thích môn học lập trình di động cho nên mình đến với IT Bootcamp này nhằm nâng cao trình độ của mình. Tôi tên là Huỳnh Tấn Lộc, tôi đến từ Đồng Nai. Bộ môn yêu thích của tôi là đồ họa. Vì vậy hôm nay tôi đến với IT Bootcamp. Heard that I was starting over with some
The promise that